Mình sẽ sang cái topic tiếp theo nhé, cái blogging. Blogging của những cái vị khách. Hãy biết nguyên tiếng Anh. Là lúc đấy bạn lên mạng, bạn đưa cái nội dung của mình lên, tức là bạn đưa nội dung của mình cho người khác mà người ta có cái blog riêng của họ. Mình có thể là tìm kiếm họ bằng cách là mình bạn Google search như thế này. Guest blog, sau đấy là đến cái niche của bạn, đến cái thị trường ngách của bạn. Nó sẽ giúp bạn xác định được những cái người sở hữu blog ở trong cái thị trường của bạn mà người ta chấp nhận những cái bài post của những người khách, mà bạn cũng phải search. Submit. Đấy, bạn tìm cả submit, guest post, xong rồi đến cái niche của bạn. Bạn cũng phải search cả, bạn phải tìm kiếm cả guest post. Không, đến cái niche của bạn, tức là cái thị trường ngách của bạn. Nó sẽ cho bạn tiếp cận đến có rất nhiều website mà nó mở ra, nó mở với cái content của bạn, và có những cái người khách khác nữa, người ta đấy, mình muốn nhắm đến những cái người đấy. Cái mấu chốt ở đây ấy là cái blog niche của mình ấy là có cái khán giả của mình ấy, thì là người ta đang ở cái blog đấy, cho nên là mình muốn tìm kiếm cái guest blog này, thì mình tìm kiếm những cái chỗ mà người ta ở đó, sau đấy thì mình có thể là mình đưa những cái bài đấy lên và đem giá trị cho họ. Mình vẫn phải đi xung quanh những cái chỗ mà khán giả của mình ở đấy. Và bạn tìm kiếm này, là bao nhiêu bạn nghĩ rằng là cái phương pháp này rất hiệu quả? Đúng rồi. Đúng rồi, nó sẽ xây dựng nên cái sự tin tưởng của bạn với khách hàng. Bởi vì bây giờ bạn có thể nói bạn là guest blogger, tức là bạn có được cái sự tin tưởng ở trên mạng. Đấy là như vậy đấy. Tôi vừa chia sẻ với bạn một cái phương pháp để bạn xây dựng nên cái sự tin tưởng. Có được không ạ? Có tốt không ạ? Rồi. Cái tiếp theo ở đây Hot Pages. Bạn cứ viết ra, đừng viết cái đấy, viết cái tôi viết đây này. Hot Pages. Viết cả cụm đấy vào. Với những cái Hot Pages này này, nó là một cái cách khác để bạn có thể đưa cái nội dung của mình lên. Bạn có thể đưa những cái nội dung của mình lên. Ví dụ là bạn cực kỳ tập trung vào cái niche của mình ý, thì cái trang mà bạn tạo ra ấy thì nó sẽ có một cái ví dụ một vài video chẳng hạn, 2-3 bài báo rất tốt mà mình đã viết chẳng hạn. Mình cũng thêm cái RSV như lúc trước ấy. Bạn bắt đầu là thấy tôi liên kết cái RSSV với cái hot page này chưa? Tôi tin vào một cái chiến lược gọi là vững chắc marketing vững chắc, tức là tôi muốn được nhìn nhận, tức là nhìn trên tất cả web, tức là các bạn muốn mình xuất hiện trên khắp các web không? Đấy, tức là web nào thấy vào cũng có. Các bạn muốn tôi dạy tiếp không? Đúng rồi, đấy, tức là liên kết cái gì cũng có mặt mình luôn. Đấy, hot pages. Đấy, mình phải đưa lên những cái content chất lượng ở đây. Chất còn là content cực kỳ phải độc đáo đấy. Content.
Mà nếu như bạn muốn tìm những cái website khác mà giống với Hubpages, giống với trang Hub này, thì bạn cũng có thể search cho cái bạn có thể tìm kiếm những cái này gọi là similar sites. Search. Đây bạn Google search cho cả cái cụm này này, viết cụm tiếng Anh vào. Và bạn sẽ thấy cái website này. Lúc đấy bạn có thể là cho cái Hubpages này vào. Và nó sẽ như thế thì bạn sẽ được mở ra với rất nhiều thêm những cái website khác nữa mà bạn có thể là đưa cái nội dung của mình lên thêm một vài cái website nữa, cái website mà có cái tầm ảnh hưởng nhất định. Cái lý do vì sao tôi dùng cái này là bởi vì những cái website này nó thay đổi khá là thường xuyên. Nhưng mà bạn đấy, bạn cũng có thể được nhìn nhận là một chuyên gia nếu bạn làm được như thế này. Đấy, bạn có nhận được giá trị không ạ? Tốt. Cái phương pháp tiếp theo đây là cái phương pháp, nó là phương pháp gọi là khá là cũ ở trường học. Đây là mình sẽ cho xem ở trên màn hình nhá. Tức là cái phương pháp mà cũ kỹ mình học ở trường ấy, là marketing offline đấy, nó vẫn hiệu quả đấy bạn ạ. Tôi biết là anh Long vẫn dùng, ví dụ như là quảng cáo trên báo, tôi báo giấy đây, báo giấy mình đọc hàng ngày đấy, ví dụ vậy. Quảng cáo theo kiểu truyền thống chẳng hạn, ví dụ vậy. À, anh Ly ở đây này, à, công ty của anh này là có nghĩa là quảng cáo email trực tiếp. Anh ấy có công việc online này. Người ta sử dụng mail trực tiếp luôn, postcard hay là tờ rơi đấy, để đưa người ta đến website của mình đấy, để người ta opt-in vào website đấy. Thì những cái tờ rơi như vậy thì nó vẫn hiệu quả mà. Đấy, thì bạn chỉ cần có cái khách hàng mục tiêu là được. Và bạn biết đấy, là bạn có thể tạo ra những cái postcard với cái Canva mà lúc nãy mình nhớ không? Nhớ cái Canva lúc đấy mà nó tạo ra infographic và những cái bức tranh đấy, cái nguồn bí mật của tôi đấy. Mà mình có cái công cụ để tạo ra hình ảnh đấy. Bạn có thể dùng cái đấy để tạo ra những cái postcard mình gửi tay cho khách hàng. Bạn có thấy những cái thứ tôi dạy liên kết với nhau chưa ạ? Vâng. Hay là bây giờ quảng cáo ở báo chẳng hạn, trên báo chẳng hạn. Báo hay là gọi là mail trực tiếp. Có một cái công ty ở Mỹ ấy, gọi là cái gì, Info USA là công ty của Mỹ, nó tên như thế, infousa.com. Ôi giời, viết kinh quá, thôi tôi viết lại, xin lỗi. Infousa.com. Đấy, viết đẹp hơn đấy. Đấy, các bạn biết đấy, tôi bán được cả triệu đô mà còn không biết đánh vần. Và đây, trời ơi, hôm nay mình bị làm sao ấy. Info USA. Cảm ơn các bạn nha. Tiền vẫn kiếm đều nhưng không biết đánh vần. Tearaway Sheet. Đấy, phải, cái này phải viết tiếng Anh thôi. Mấy cái trang này thì không dịch được rồi, phải viết vào. Yeah, translation. A tearaway sheet is a piece of paper.
nó là một cái tờ giấy mà đến cuối cái giấy đấy thì nó sẽ dạch cho mình để mình viết ra cái thông tin của mình ấy. Tôi sẽ vẽ ra cho bạn dễ hình dung nhá. Giả vờ đây là cái tờ giấy, được chưa? Đây là marketing text ở trên này, bạn quảng cáo đúng không? Xong rồi có một cái chỗ mà để mình viết chấm 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 để người ta điền đấy. Xong đấy, ví dụ đây là cái link website của mình này. Xong đấy mình có cái kéo mình cắt đấy. Lúc mà người ta đây có thể là người ta đang ở cái sảnh ở khách sạn hay là đâu đấy. Sau đấy thì mình xé cái này ra. Thì lúc đấy là người ta sẽ điền thông tin vào, mình lấy cái đấy, thu lại cái đấy. Đấy, mình biết người ta khách hàng ở đâu thì mình market offline cũng được mà, cũng là một cách. Cho nên là cái cách truyền thống nó vẫn hiệu quả nhá. Được chưa? Bây giờ là ai muốn học cách phương pháp khác của tôi nữa à? Xây dựng solo ads ạ. Solo ads. Ai nhận được nhiều giá trị hôm nay à? Cảm ơn anh nhé. Hiệu ứng cool. Tôi đang xem là ôi, mà sao cái tiếng đấy là nó nhanh nhái ở đâu ấy. Solo S. Ôi anh DJ dễ thương quá. Với cái solo S có nghĩa là nó là một trong những cái cách yêu thích khác nữa của tôi để tôi có thể có được traffic. Tức là bạn trả tiền cho người ta. Tức là với cái khách hàng của mình, các bạn thấy cái mô thức không? Tức là mình đến cái chỗ mà có khách hàng để mình lấy được cái lượng traffic cho cái công việc kinh doanh của chúng ta. Thì với cái solo ads, tức là quảng cáo solo này thì là với cái email khách hàng, có thể là tôi có thể là, ví dụ nhá, tôi liên lạc với anh Ly có danh sách sẵn rồi, tôi bảo là tôi trả anh 100 đô này nếu như mà anh email cho cả cái list có sẵn của anh, có khoảng 8.000 người sẵn rồi. Thì sau đấy anh ấy sẽ email cái trang list của tôi ấy. Tôi biết rằng là cái anh Ly anh cũng có cùng với tập khách hàng với tôi. Bà có hiểu không? Tức là mình trả tiền cho người ta để người ta làm cái chiến dịch marketing cho mình. Để người ta làm một cái chiến dịch email marketing cho mình. Một cái chiến dịch email mà họ đã có sẵn tập khách hàng. Nó có thể ví dụ 50 đô 250 click thì mình trả họ 50 đô chẳng hạn, giả dụ vậy. Đấy, ví dụ nếu họ gửi list xong mà hay là 100 đô chẳng hạn. 300 click thì được từng này tiền chẳng hạn. Ví dụ thế, tùy thuộc vào cái danh sách của họ. Ví dụ anh Ly anh dùng solo ads, anh ấy dùng cái cách này để anh ấy xây dựng lên danh sách của anh ấy từ 0 từ 0 cho đến 8.000. Cho nên là đấy, anh ấy là đối tác của tôi. Đấy, ví dụ vậy. Thế con hay không ạ? Đấy là cái cách mà tôi xây dựng nên cái chiến dịch email đầu tiên của tôi. Đây là ai muốn biết cái website mà bạn có thể tìm những cái cách mà người ta làm solo ads ạ? Rồi. Ôi hay thế nhỉ. Solo ads. Tôi thích là mấy đứa nhỏ nó cũng thích cái này. Solo ads. Đấy, bạn biết cả cái
cái đấy vào soloadsxc.com. Thì trên cái trang web này thì mình sẽ cho những cái người mà người ta sẽ làm cái công việc đấy. Rất nhiều người ở trên cái website này người ta làm cái việc này. Cái chỗ khác mà mình có thể tìm họ để mình làm solo ad đấy. Có một cái trang nữa là solo ad directory. Không nghe được nữa rồi. Gọi anh đi ra. Holy man. Hold on for a second, Paul. Yes, it looks like we have a translation malfunction. All right. This is one second. All right. 5 minute break. 5 minute break.